Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, mình là Hugo Quỳnh Hồi mình có thêm một mục tiêu nữa rồi Có tướng luôn, 55 mờ lính Rally mình x 47 mình đang di chuyển 1 tỷ 519 triệu upline rồi các bạn còn một tỷ không trăm bốn mươi ba triệu trời ơi ngay cái ly đầu mà nó cháy luôn rồi wow hai mươi bốn triệu thương vong khi nãy thì uh, nó xài trận bộ nó xài phương phương trận bộ nhưng mà khi mà bên anh quang anh năm vô á thì nguyên cái Dàn lính bộ của nó bị uh, toan rồi wow trời ơi, mình solo một phát mà ở quốc hai triệu thương giông wow <laughs> đỉnh cao của solo luôn nó đang xài cái uh, phương trận bộ binh. hồi nãy galley của anh quang đi đầu là hai mươi sáu triệu thương giông nè tiếp đến là galley của bên Moi đi là tám phẩy triệu thương giông và galley của SVM là mười chín triệu thương giông là sau đó là Huga tiến vào gà solo luôn khi gà vào solo thì con hạt này nó chỉ còn có 5 triệu quân thôi Ôi à, chính thức zero luôn, gớt hơn 1 tỷ được chiến Ôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau Bye